Ôi nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Cỡ khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu á? Em hơi hồi hộp, cái lúc thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Nhưng tại sao chia tay? Tiền à? Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cái bản mặt ha? Đâu chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Trời em. Em mép nhiêu gì cưng? Dạ em mét 8 à. Mét 8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa chị. Ngồi đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả? Ở đâu? Em dạy ở đâu? Dạ, em đang ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em... Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em ở Bình Định. Dạ. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phú Mỹ. Em ở Phú Cát nè anh. Phú Mỹ, Phú Cát sát bên luôn á. Dạ. Ha. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm ở gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Dạ. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao. Và cũng có một chút gì đó nó có duyên với nha khoa. Nên sau một thời gian thì lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha khoa tại vì răng của em nó không được đẹp quá. Răng không được đẹp, dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho cái bạn bên kia nghe đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khứu giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được ạ. Bên đây dù thơm vứt luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cầm hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và hát hay không? Hỏi hát hay không khó nói, cứ hát xong biết liền. Tại vì cô giáo mầm non á, cho nên rằng á là có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3, bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Cỡ khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu á? Em hơi hồi hộp, cái thứ nhất thứ hai nó việc quá hồi hộp em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Ừ, dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Nhưng tại sao chia tay? Tiền ạ. Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Ừ. Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc vào bản mặt ha? Đây chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Trời em. Em mép nhiêu vậy cưng? Dạ em mét 8 ạ. Mét 8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa. Có tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không cưng? Dạ không chị. Không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Và các bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em đưa cái gót em coi coi. Hay là xám? Gót này hồng chưa vậy Vân? Không, gót có màu vàng rồi. Hay quá. Gót làm ruộng không à? Gót này đen rồi. Sao gót của em có hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn chân em có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót lên chụp hình gửi qua bển thôi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, đúng không? Gót này nó cũng nứt nẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi nó coi hình luôn đi. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây cái gót này hồng. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái chân này nè chị cái mu bàn chân, lông chân hơi nhiều được không? Lông chân ít thôi chị. Em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không muốn bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít quá chị. Ít chút đỉnh thôi. Chút lông hả? Thôi dặm giá thôi, dặm giá. Nói chân lên cứ chụp luôn ơi. Rồi. Có hai hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều nha. Dạ được ạ. Quẹt quá còn lộn hình nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng chưa? Trời ơi hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, đây bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ em chào anh. Ta đẹp, ta có quyền. Em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Có duyên khỏi quá chậm. Duyên rồi. Với quá cái mặt duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Không. Không hả? Đâu có nhiều, cái này dặm giá chút đỉnh thôi à, không có nhiều. Nè, đây nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay toàn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Dạ được rồi. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Giờ coi lúm đồng tiền không à? Cười coi rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không để chụp luôn lúc? Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi chứ giờ hỏi người thân cái đó. Thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều cũng không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của bé Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã bé Như ơi. Được ạ. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị. Rồi mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có cái duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. đến chương trình thì anh có một món quà gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn là một ngôi nhà. Đấy, nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giớ à. Giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng, tự cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Rồi, không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh như thế nào nha? Dạ em thấy anh thiện lành. Chị đó các chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em, đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? Mới rào ra thì tim anh nó hơi đâm, hơi lộn nhiều. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên là anh muốn có một cái người yêu của mình á biết quan tâm, chia sẻ, và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn 1 năm đến 1 năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Dạ. Đứng lên. Cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Rồi câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau, gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình phải không? Hai bạn vậy gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó, mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời, tuyệt vời. Em không nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chương trình. Chúng ta để tay vào hát thôi. Nào. Chuẩn bị, chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những nụ cười rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi? Em chào các chị. Thì em cũng trước tiên thì em cũng cảm ơn các chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết các bạn. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương. Hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này nó cực kỳ thật thà luôn. Đúng rồi. Chúc mừng hai em. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi chúc mừng hai đứa. Nào hãy nắm tay đưa đi để chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Rồi đây mời các bạn, cây hạnh phúc này hãy vun trồng nó nha.